Về kể cả bột tho này, khi người ta tính giá tiền để các bạn tính giá tiền đối với đối con số ấy, đối với tất cả con số tính giá tiền này đấy, thì người ta cũng dùng bột tho hết nha. Ví dụ như cái quần áo này là có giá từ 10, cái sạp quần áo này có giá từ 15 cho đến 30 nghìn, đúng không? Thì là gì đây? Mano tonon bột tho samma non gì đây? Cả chi. Tại vì địa điểm thì dùng e sơ hơn tất cả, cô không nói là riêng về thời gian, nhưng đối với con số, con số từ bao nhiêu cho đến bao nhiêu đó số lượng thì nó hay đi với bột tho ha, nghe các bạn. Ngoài cái thời gian ra như này, cô nói số tiền đấy từ 30 cho đến 50 nghìn đấy. Cái này khoảng khoảng chừng 30 cho đến 50 nghìn. Samma non buto omona kachi. Nó cùng dùng bột tho này. Rồi bây giờ cô ví dụ thêm một cái bột tho nữa, cô đi ví dụ cái về cái ẻ sơ. Tôi tập thể dục từ 8 giờ cho đến 9 giờ. Hoặc là vào buổi sáng tôi tập thể dục từ 8 giờ đến 9 giờ. Tôi tập thể dục từ 8 giờ đến 9 giờ cũng được, cô không còn buổi sáng nữa. Giờ tuần si부터 9시까지 운동해요. Tôi gặp bạn ở quán cà phê. Tôi gặp bạn ở tại quán cà phê từ 11 giờ cho đến 12 giờ. Cô chú. Giờ đánh xe bụt thò. Đánh xe bụt thò. Vì sao cô không đọc là giờ hành xe mà cô đọc là giờ đánh xe? Thằng H này đứng sau một gì đây, phụ âm này. H có thể đọc nhẹ đi hoặc là đọc lược luôn. Người ta sẽ đọc giờ si. Cái này liếng qua giống như là không có thằng H ở đây. Giờ đang si vượt tho. Giờ tôi si cả chế. Giờ tôi si cả chế. Coffee shop ở sao chính cô đơn mà này không? Thì sao phải sao xin cô đơn mạnh à. Và các bạn, cô nói thêm một điều này nữa. Bụt thoa cà chi không phải lúc nào nó cũng đi luôn luôn với nhau. Người ta có thể tách bột tho, người ta nói bột tho, người ta không nói cà chi. Và người ta nói cà chi, người ta không nói bột tho vẫn bình thường không sao cả. Không phải lúc nào có bột tho phải bắt buộc có cà chi, hoặc có cà chi thì bắt buộc phải có bột tho, không phải. Ví dụ như trong trường hợp này này, cô hỏi các bạn tập thể dục từ mấy giờ? Hoặc là cô hỏi các bạn tập thể dục từ 8 giờ à? Cô đâu có đến đâu. Giờ tôi xin bữa thôi tôi hẹo. Đúng không? Từ 8 giờ à, bạn tập thể dục à? Đó, vẫn bình thường. Đây, cho nên cái cấu trúc này không bắt buộc. Mình nói từ, mình không nói đến, cũng không ai làm gì mình. Mình nói đến, nói từ cũng không sao cả. Đó, cho nên là gì đây, các bạn phải chú ý cho cô. Vì sao cô nói như thế này? Vì đôi lúc là ngữ pháp nó mặc định, như những ngữ pháp trợ từ hay như thế nào đó, cô giải thích rất là nhiều. Vì nó mặc định thì chúng ta phải làm theo. Cho nên chính vì cái cấu trúc này, các bạn nghĩ nó mặc định phải liên quan đến nhau thì mới sử dụng được. Còn không, không có một trong hai cái thằng này chắc mình không sử dụng được. Chính vì như thế cho nên cô nói nó cho các bạn chú ý để sau này mình sử dụng bình thường, đúng không? Người ta nói từ mà người ta không nói đến. Ở chỗ đây người ta chỉ nói từ thôi. Đó là bạn tập thể dục từ 8 giờ sáng à. Hoặc là gì đây? Bạn học từ mấy giờ bạn học?
Messi bữa thơ cũng mua hiểu á, người ta hỏi từ người ta đâu nói đến. Hoặc là từ ngày mai tôi sẽ học tiếng Hàn, nên bữa thơ hăng cúc cơ rừng còn mua hiểu, đúng không? Đó, người ta nói từ người ta không nói đến, nhưng bây giờ cô nói đến người ta không, cô nói không nói từ nè. Cô nói cô gặp bạn đến 12 giờ. Dân tu si cả chi không bị sớm về sơ trình cô đơn bản này à? Cô không nói từ vẫn ok. Ví dụ như cô nói là hôm nay bạn làm đến mấy giờ, mơ si cả chi yên hẻo y đơn hẻo thì cũng được. Cô chỉ nói à, cô chỉ nói đến, cô đâu có từ đâu. Cô không nói là hôm nay làm từ mấy giờ đến mấy giờ, không hỏi. Tại vì buổi sáng người ta đi làm mấy giờ, ví dụ các chồng các bạn đi làm mấy giờ, các bạn biết là đi làm mấy giờ đúng không? Nhưng mà hôm nay không biết là kết thúc vào là mấy giờ, hoặc là làm đến mấy giờ, đến mấy giờ thì tan ca, vân vân đó. Cho nên là ồ nếu đương merci cả chi in hẻo, làm cho đến mấy giờ ạ à? Đó chẳng hạn đó, có thể chia cách nhau ha, có thể chia cách nhau sử dụng bình thường à. Có từ có đến thì sử dụng có từ có đến, có từ mà không có đến thì sử dụng từ không sử dụng đến à, mà có đến thì không có từ thì sử dụng gì đấy, đến không sử dụng từ, mình nói câu gì cũng được đúng không? À như chỗ này à, người ta nói là mình muốn nói là hôm nay làm việc từ mấy giờ, hoặc là hôm nay đi làm từ mấy giờ, mình hỏi không đến mà hỏi từ thôi. Ô nâng mẹ si bụt tho chú kinh hẻo, hoặc là in hẻo làm từ mấy giờ, hoặc là mẹ si bụt tho cô mua hẻo từ mấy giờ thì học, người ta đâu có nói đến à. Thì mình trả lời bây giờ à, hôm nay từ 3 giờ thì tôi học, người ta hỏi từ thì mình trả lời từ à, thì là gì đây, xe si bụt tho cùng bu heo à, ở đây đâu có gạch chi đúng không? Người ta hỏi là hôm nay học từ mấy giờ đến mấy giờ thì mình trả lời từ mấy giờ đến mấy giờ. Mình muốn nói từ mấy giờ đến mấy giờ thì mình muốn nói từ mấy giờ đến mấy giờ. Còn mình muốn nói từ thôi, mình không nói đến thì ra gì đây, chỉ sử dụng như thế này thôi à. Như bây giờ cô sẽ ví dụ một vài cái ha. Ví dụ như câu hỏi này, mơ si bụt thò không bu hẻo, từ mấy giờ thì bạn bắt đầu học, bạn học à, cái này cắt cho cô ha, mơ si mày cắt cho cô một cái viết liền ha. Mơ si bụt thò không bu hẻo à, xê si bụt thò không vui hẻo. Rồi bây giờ người ta hỏi nó sẽ cà chi không vui hẻo, bạn học đến mấy giờ, tôi học đến 5 giờ đi chẳng hạn à, thì mình trả lời đến 5 giờ. Merci cà chi không vui hẻo, bạn học đến mấy giờ à, thả số si cà chi không vui hẻo đó. Rồi bây giờ cô muốn nói là à, à, từ 4 giờ thì à, tôi đi đến gì đây, bắt đầu từ 4 giờ thì tôi bắt đầu công việc, hay là 4 giờ thì tôi đến công ty vân vân đó à, cho nên trường hợp này à, bắt đầu từ ngày mai thì tôi đi làm nên vượt thôi đương hè không vân vân đó. Có thể tách ra nha. Rồi bây giờ cô ví dụ thêm một cái cà chi này. Ví dụ như người ta hỏi là nơ si cà chi xúc chê đơn hẻo, làm bài tập đến mấy giờ? À tôi làm bài tập đến 10 giờ đêm. Pam là đêm à, Pam là đêm đấy à. Pam giờ si bây giờ phạm yo si cả chi xúc chế đơn nè.
Ôi, cho em hỏi là cái Ừ. từ ban ấy là như nào không? Tham là đêm nè, như cô mới nói hồi nãy, đêm. Ban. Tham, 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 tham. Đêm. Không phải tam ạ, ban. Không phải ban là tham. Tham. Ông ở cái bài tập mà cái bài nói là 30 tốt phút. Đúng là 30 phút, ấy thì ban là 30 phút. cô. À Cái ý. đấy như sắc tích côn á, bằng như bằng á. Không có cái bài ở họ cũng học bài tập nên nó nói là mình không dịch được cái phần đấy là nghĩa là cùng học nhé, cùng nhau học mà cùng nhau học tiếng vào ngày hôm đấy nhưng mà có chữ ban ban đấy nữa. À chứ em hỏi là chữ tham này chứ không phải là chữ ban đúng không? À em hỏi chữ ban. Tại vì cô đang viết chữ phàm, cái em hỏi là cái chữ cái ban tức là không phải là hỏi chỗ này đúng không? À hỏi chỗ khác. Là hôm cái từ vựng cô cũng đã ghi đấy các bạn. Cô ghi là gì đây? Ban này là rưỡi nè. Bằng với 30 phút nè. Thấy từ vựng vui không? Nó còn dùng cho ngà cả ngày nữa hả cô? Không, ngày là nạp chê, không có ngày nha, ngày là nạp này đây, ban này không có ngày. Ở cái bài tập mà số bài tập của phần bài 5 bên này cô, bài tập số 4 thì có. Bài tập số 4 phần bài tập ạ. Phần nghe hay sao em? Phần gì cô có hỏi cô ạ? Đâu, để cô xem này, trang bao nhiêu đây. Mà nhờ em cầm Bài tập 39 cô. 39. 39, 39. Bài tập số 4. Câu mà nè rừng thô vô yriyo nè uri ban á. Đi bà. Lớp chúng ta các bạn à, lớp lớp. Ba là lớp. Ôi trời ơi, thành ra là lửa ngày đó. À, không phải à, lớp lớp chúng ta. U đi ban, lớp nha. Lớp của chúng ta đấy. Cảm ơn họ. Ok. Rồi bây giờ cô ví dụ cái ề sơ cái là lớp mình tạm thời kết thúc cái này ha. Rồi hôm sau chúng ta học tiếp, chứ chưa kết thúc đâu, nó còn một cái gì đây? Một cái ngữ pháp nó ạn nữa. Khi học ạn rồi cô sẽ cho các bạn một ngữ pháp mà tương đương với ạn, đó là chi ạn tà luôn. Mình học hai cái một lượt luôn, tại vì là gì đây? Hai cái nó bằng nghĩa nhau. Khi chúng ta dùng ạn khai bằng với khai chi ạn này, hai cái đều có nghĩa là không. À cho nên cô cho các bạn học luôn. À, cho nên bài hôm nay chưa kết thúc đâu. Ví dụ như trong sách chỉ có là gì đây, bụt thoa cà chi, nhưng cô cho vào cái hệ sơ nữa, biết đâu sau này lại sử dụng thì sao. Đó, cho nên là kèm vào luôn, tại vì ngữ pháp nó đi liền với nhau. Những cái ngữ pháp là tương đồng thì thường cô hay cho kèm vào lắm, đi cùng nghĩa với nhau ấy, để mai mốt mình sử dụng một lượt luôn. Thì bây giờ chúng ta có cái hệ sơ. Bây giờ cô ví dụ một số hệ sơ. Ví dụ như từ Việt Nam đến Hàn Quốc. Việt Nam đến Hàn Quốc hoặc là từ nhà đến trường. À tôi đi từ nhà đến trường. À, vậy ví dụ như là từ nhà đến công ty vân vân và vân vân. Thì ở đây chúng ta không dùng bụt thoa mà địa điểm xuất phát từ địa điểm nào đó chúng ta sẽ dùng gì đây? Để sao? Đối với địa điểm. Nhưng mà đối với thời gian, con số này kia thì họ dùng hay dùng bụt thoa. Nhưng đối với gì đây? Địa điểm họ hay dùng ề sao. Ha. Cho nên là trong trường hợp này mình có địa điểm ví dụ như từ nhà đến trường. Thì ở đây nhà là địa điểm, nó không phải là thời gian, cho nên chúng ta không dùng bụt thoa được mà chúng ta phải là ề sao. Chiếc bề sao. Hề sao cả gì? Từ nhà đến
chương. Chị về so Huế xa cả chị. Ví dụ như cô nói từ Huế mùa ra cô yếu mana khỏi lời yếu mất bao nhiêu thời gian đúng không? Ý em nói thế. Từ nhà đến trường mất bao nhiêu thời gian? Nhưng cô muốn cho là từ nhà đến trường đi bằng xe buýt, đi bằng xe buýt mất 20 phút. Nhưng mà cái bằng từ nhà công ty cô nhầm nha. Đi bằng xe buýt mất 20 phút. Cô định cho cô này nhưng mà vì mình chưa học cái euro. Nhưng mà thôi, nếu mà cô cho cô này ấy thì là cái euro nó vì làm sao có euro thì bài sau chúng ta học ha. Để đấy em sẽ có học cái euro thôi. Tại vì cô muốn là cái bạn học đến đâu cô cho đến đó, mà cho cái khác khác thì sau cái này có cái này vậy cô chẳng hạn. Thì bây giờ cô nói trước rồi ha. Chị bè sơ hề xa cả chi Bót sư sẽ biết Bót sư rô. Rô này học sao ha? Bằng từ, đi bằng xe buýt. Cái rô này sẽ học, rô này nó có hai nghĩa. Cho nên vì sao có trong đây thì các bạn hiểu cho cô là cô vào đây là bằng đi bằng xe buýt bót sư rô mất khoảng 30 phút đi. Mất khoảng 30 phút, cô có 30 phút rồi có xăm xếp buồn. Phút phải nói bên đây. Số 1. Xăm xếp buồn mất cô có cờ đi tà đã mất. Cờ đi tà. Đã mất. Mà cô có khoảng vào trong đây nữa. Thì chúng ta có hai từ để chỉ khoảng là chung và chồng tô. Là khoảng hai cái từ này nó hay đi với danh từ chỉ số lượng này các bạn, nó đi đằng sau danh từ chỉ số lượng này. Đây là ngữ pháp nhỏ nhoi ha, cô cho vào để mai mốt sử dụng này. Hay đi với danh từ chỉ số lượng, đi sau danh từ chỉ số lượng chỉ là khoảng hoặc là khoảng chừng bao nhiêu đó. Đó thì ở đây danh từ 30 phút là danh từ chỉ số lượng này. Đó, thì cô nói mất khoảng là xăm xếp buồn chung hoặc là xăm xếp buồn tròn to, cái nào cũng được. Cô coi xăm xếp buồn chung. Cơ đi ta, hồi nãy cô mới viết ra. Cơ đi ta, kết thúc bằng y, bỏ tà đi. Chia về đuôi ai vô, y đi với ơ thì cô ghép lại thành giờ. Cơ rồi à. Chia về sau hề xa cả chi, bỏ sổ rô xăm xếp buồn chung cơ rồi à. Đáng lẽ chỗ này thêm cái này nó mới hay này. Bót sư rô thả miên. Nếu bằng đi bằng xe buýt, nếu thì đó. Thì coi như cô cho cái câu này cho nó hợp lý. Có hề sơ cả chi thôi nha. Còn cái này mình chưa học. Chưa học thì cô nói đấy. Ư miên là nếu thì đấy. Là sau này mình học sau rồi thì là sẽ vậy chứ sao. Còn đây là cho thêm vào cho cái câu nó hay thôi. Hai ngữ pháp chúng ta sẽ học hết. Tha đà đấy các bạn, tha đà đi bằng phương tiện hay dùng tha đà. Nếu mà đi bằng xe buýt sẽ mất khoảng 30 phút đó. Muốn hay là phải thêm cái thằng này vào. Coi như đóng ngoặc hai cái thằng đó mình học sao đi. Trước tiên chủ yếu là chủ yếu cái thằng này nè. Đó, ghi ngữ pháp nhỏ này cho cô nha. Ngữ pháp nhỏ 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 nhưng mà nó có vỏ đấy. Mình nói khoảng thời gian gì đó, khoảng bao nhiêu phút, mình nói như thế nào đây thì mình sẽ xếp danh từ đó đứng sau danh từ chỉ số lượng. Khoảng 1 giờ hành xì chung. 2 giờ xe xì chung. Khoảng đó chứ mình không nói chính xác 1 giờ 2 giờ đúng không? Khoảng tháng 8 phản quân chung, phản quân chung đó.
Rồi bây giờ cô ví dụ tiếp thêm vài cái nữa. Bây giờ cô có từ nhà đến trường rồi. Bây giờ cô có thêm một cái nữa là gì đây? Đi từ Việt Nam đến Hàn Quốc đi. Việt Nam này sao Hàn Quốc cả chi? Ở Mana cờ đây đó chẳng hạn. Ừ. Như câu của bạn Mộng Tiền này em nói với cô này. Bề thư nam mẹ sơ hăng cu cả chi mà na mắc bao nhiêu lâu, bao nhiêu tiếng đồng hồ cờ rơi á, cờ đi tà nãy các bạn, cô cho cái từ vựng này ở mà na cờ rơi á, thì cô nói từ Việt Nam sang Hàn Quốc mất khoảng 4 tiếng đồng hồ. Con không nên đi máy bay. Tất nhiên đi máy bay rồi, đâu có đi gì được. À, đúng không? Cho nên này đây cô chỉ nói nó mất khoảng 4 tiếng, 4 tiếng rưỡi thôi. Thì 4 tiếng mình nói như thế nào đây các bạn? Ví dụ như là 1 giờ là cc rồi. Mà 4 tiếng, 4 giờ nó khác với 4 tiếng nha. 4 tiếng tính tiếng mình phải là sika. Ghi thêm cho cô cái này ha. Những cái nhỏ nhỏ là tiếng. Ví dụ như 1 giờ hanh si thù si xề si nghề si, nhưng mà 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng, 1 tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ, 3 tiếng đồng hồ, 4 tiếng đồng hồ, nó không, nó khác hoàn toàn với 1 giờ, 2 giờ. Giống như hồi nãy là tháng 2, nó khác với 2 tháng, khác hoàn toàn đúng không? Cho nên là 4 tiếng nó khác 4 giờ. Thì ở đây Việt Nam này sao Hàn Quốc cả chi xề si cả. Tính tiếng này cũng là tính số 2 nha. C can sẽ không có là xăm xa si can gì hết nha, đó là C can. Đó. C can chum. Gọi đây ạ. Khoảng 4 tiếng rưỡi đó, nhưng mà thôi cô đi C can thôi. Chùm hay chôm mà cô? Chùm mà. Chùm chùm chùm. Chùm đấy. Chờ ưm ưm đấy. Chùm đấy. Em đi thì ô mất không? Rồi, tiếp tục cô cho một câu nữa. Bạn đi bộ từ nhà đến công viên à? Hoặc là gì đây? Bạn đi bộ từ công viên đến chợ, từ chợ đến công viên, đúng không? Ha. Bây giờ, bạn đi bộ từ chợ đến công viên à? Cô có si chàng, từ chợ đến công viên mà. À, si chàng. Si chàng nghề sao? Công an cả chi đi bộ khờ khá tạ, cô cho cái từ đi bộ luôn ha, khờ khá tạ bỏ tạ đi chiều đuôi khờ khá yếu chi trang ngày xưa công an cả chi khờ khá yếu bạn đi bộ từ nhà đến công viên à? Vâng nè khờ khá yếu. Rồi bây giờ cô nói tiếp nè. Bạn đi từ công viên. Bạn đi taxi từ công viên đến bệnh viện ạ. Nói tiếp thôi. Từ công viên đến bệnh viện, công quân nè sao? Công quân cả chi?
taxi đừng thải ô, taxi rô thải ô, cái gì cũng được nhưng mà taxi đừng đi, rô chưa học, taxi đừng thải ô. Khi đi bằng phương tiện đấy các bạn, chúng ta hay đi với tha tạ. Khi các bạn bước lên phương tiện mà các bạn đi thì sẽ dùng tha tạ. Mình đi bình thường là tha tạ, tôi đi đến Hàn Quốc, tôi đi gì đó, tôi đi du lịch, tôi đi về quê, tôi đi làm gì đó. Nó đâu có phải là nó phương tiện. Mình chỉ nói là mình đi thôi. Biết là mình đi đến đâu bằng cái gì người ta không quan trọng. Chỉ nói là đi đến cái đích đó là cái là gì đó. Thì đích đó phải đi với tha tạ rồi, đi đến cái hướng của chúng ta, quê hương, đi đến cái nơi địa điểm đấy. Nhưng mà khi nói đi bằng cái phương tiện này, nó có phương tiện này, taxi, bus, chỉ hà chân bị hèn kỳ, vân 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 vân, nó có cái phương tiện đấy thì chúng ta hay dùng tha tạ. Rồi xem như ok phần này chưa, phần ngữ pháp để sơ cả chi bữa thơ cả chi chưa, còn vấn đề gì hỏi cô nữa không? Nếu không còn gì để hỏi thì tạm thời mình kết thúc tại đây ha. Về bài vở của mình làm một lượt nha, làm hết bài số 5 nha. Và cô sẽ cho các bạn một hai bài viết gì nha, bài số 5 này nó hơi nhiều. Rồi về nhà các bạn có thời gian mình ôm lại bài để hôm sau mình luyện phản xạ nói nha các bạn, vấn đáp nha. Liên quan chủ đề số 5, cô cho các bạn 30 phút hoặc là 1 tiếng đầu giờ để mình liền cái nói còn nói cái bài số 5 này, và còn thời gian còn lại thì mình đi tìm hiểu nốt cái ngữ pháp bài số 6. Sao mà quyển sách của cô nó phải gơi ga như thế này, quyển sách các bạn có nó có bị như thế này không các bạn, hay là cô sử dụng nhiều quá ta? Lúc nãy em tưởng đâu cô xé ra cho nó nhẹ luôn à. Trời ơi, cô đang khổ tâm với nó đây, tiết kiệm không dám mua mà nó tâm bầm như thế này rồi, đau lòng quá các bạn. Em tưởng là cô xé ra từng tấm cầm cho nó nhẹ. Trời ơi, đau xót, mỗi lần kiếm mà hướng dẫn các bạn phải lụm từng tờ rơi xuống này khổ ghê thật. Hay là mình sử dụng nhiều quá rồi nó bị sức ghê. Không biết sách các bạn nó có bị vậy không ta, hay là không cô mua sách gì không sao? Đây nó bị rơi gớt từng tờ, lụm từng tờ. Hôm trước nha, cô lụm từng tờ cô dán lại rồi, cái bây giờ nó rơi nữa. Phải biết nghĩ xé luôn hết cái cô dán lại từng tờ cho nó chắc, để khi hôm nào rảnh dán lại. Rồi bây giờ ta tạm biệt lớp nha. Đó, nó rơi ra nè, vừa cầm xuống cái bắt đầu nó rơi ra cái xoạt cái nữa, khổ thân. Tiết kiệm không dám mua, mà cái này chắc phải mua thôi. Rồi bây giờ chào lớp ha, từ sau gặp lại các bạn nha. Chào các bạn ha. À từ sau không phải, cô quên. Thứ sáu, chưa đến từ sau. Chào lớp nha.